Rốt cuộc trên thế gian, điều gì mới là đáng sợ nhất? Xưa kia, có một người hỏi vị thiền sư: Thưa thầy, trên đời này, cái gì đáng sợ nhất? Thiền sư trả lời: Dục vọng. Người kia vẻ mặt vẫn tràn đầy nghi hoặc. Vị thiền sư nói tiếp: Vậy con hãy nghe ta kể câu chuyện sau đây. Có một vị tăng nhân hoảng hốt sợ hãi chạy từ trong rừng cây ra, vừa đúng lúc gặp hai người bạn tốt đang đi tản bộ bên bìa rừng. Họ hỏi vị tăng nhân: Ông hoảng hốt như thế là vì cái gì vậy? Vị tăng nhân nói: Thật là đáng sợ quá, tôi đã đào thấy một đống vàng ở trong rừng. Hai người trong tâm không nhịn được liền nói: Ông thật là một tên đại ngốc, đào thấy vàng, một việc tốt như thế mà ông lại nói là thật đáng sợ. Thật sự tôi không thể hiểu nổi ông nữa. Thế là họ lại hỏi vị tăng nhân kia: Ông đào thấy vàng ở chỗ nào? Hãy nói cho chúng tôi biết đi. Vị tăng nhân nói: Thứ lợi hại như thế các ông không sợ sao? Nó sẽ ăn thịt người đấy. Hai người kia tất nhiên không tin, liền đáp trả: Chúng tôi không sợ, ông hãy nói cho chúng tôi chỗ tìm ra nó đi. Vị tăng nhân nói: Bên dưới gốc cây đầu tiên ở phía tây của cánh rừng này. Hai người bạn lập tức đi tìm địa điểm đó, quả nhiên phát hiện ra đống vàng kia. Một người nói với người còn lại: Vị tăng nhân này thật quá ngu xuẩn, vàng là thứ mọi người đều khao khát, vậy mà trong mắt ông ta nó lại trở thành thứ ăn thịt người. Người kia cũng gật đầu đồng ý, thế là hai người họ thảo luận cách để đem số vàng này về nhà. Một người trong đó nói: Ban ngày mà mang về thì rất không an toàn, hay là để ban đêm mang về sẽ đỡ nguy hiểm hơn một chút. Tôi sẽ ở đây trông chừng, anh đi lấy một chút đồ ăn đến đây, chúng ta sẽ ăn cơm tại đây. Sau đó, đợi đến lúc trời tối, chúng ta sẽ mang vàng về. Người đàn ông kia bèn làm theo cách đó. Người ở lại trông vàng nghĩ: Giá như tất cả số vàng này đều là của mình thì tốt biết bao. Đợi khi anh ta quay lại, mình sẽ dùng gậy gỗ đánh chết anh ta, thì tất cả số vàng này là của mình rồi. Người đàn ông về nhà lấy cơm cũng nghĩ: Mình trở về sẽ ăn no trước, sau đó sẽ cho một ít độc dược vào phần cơm của anh ta. Anh ta chết rồi thì tất cả số vàng đó sẽ là của mình. Kết quả, đến lúc anh ta mang cơm trở lại rừng cây, người đàn ông kia từ phía sau tiến đến cầm cây gậy đánh chết anh ta và nói: Bạn thân yêu của tôi là vàng đã bức bách tôi làm thế. Sau đó, anh ta lấy phần cơm và bắt đầu ăn. Cũng chỉ một lát sau, anh ta cảm thấy rất khó chịu, trong bụng giống như có lửa đốt vậy. Lúc đó, anh ta mới biết mình bị trúng độc. Lúc sắp chết, anh ta đã thốt lên: Lời tăng nhân nói quả là rất đúng. Điều này thực sự ứng với câu ngạn ngữ: Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đều là do lòng tham gây họa, chỉ vì một chữ tiền mà con người sẵn sàng làm hại người khác, làm thương tổn người khác, giết người, hại mệnh, điều đó chẳng phải là việc xấu hay sao? Những việc làm xấu ấy, tất cả đều xuất phát từ dục vọng của con người. Ở đây không ngoài lòng tham lam và sự ích kỷ, tham vọng muốn chiếm hữu tất cả cho bản thân mình để đánh đổi cả nhân tâm con người. Kết quả cuối cùng là gì đây? Oan oan tương báo, người làm việc xấu phải nhận đúng cái kết bi thảm. Đến phút chót, khi con người sắp từ biệt thế giới hiện tại mới nhận ra được hành động của mình là sai lầm thì đã quá muộn màng. Vậy thì chẳng phải hai chữ dục vọng là quá nguy hiểm là gì? Câu chuyện Phật và ma quỷ. Có một họa sĩ rất nổi tiếng. Ông ta muốn vẽ tranh Phật và ma quỷ, nhưng mà ông ta không tìm thấy trong thực tế hình mẫu của hai nhân vật này.
trong đầu ông ta nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng ra hình dạng của Phật và ma quỷ, cho nên rất sốt ruột và lo lắng. Thế rồi có một cơ hội rất vô tình, anh ta đã đi chùa bái lễ. Trong lúc đó, đã vô tình phát hiện ra một vị hòa thượng. Các loại khí chất trên thân thể của vị hòa thượng kia đã hấp dẫn vị hòa sĩ một cách sâu sắc. Thế là anh ta liền đi tìm vị hòa thượng đó, nguyện ý trả cho vị hòa thượng này một số tiền lớn, với điều kiện là vị hòa thượng sẽ dành một ngày làm mẫu để họa sĩ kia vẽ. Sau này, tác phẩm của vị họa sĩ hoàn thành đã gây ra chấn động rất lớn tại địa phương. Họa sĩ nói, đó là bức tranh mà tôi hài lòng nhất, bởi vì vị hòa thượng làm mẫu cho tôi vẽ kia, khiến tôi nghĩ rằng nhất định ông chính là một vị Phật. Những khí chất thanh tịnh và thư thái ông mang trên mình có thể gây cảm động đến mỗi người. Vị họa sĩ cuối cùng cũng đã thực hiện lời hứa của mình, trả cho vị hòa thượng kia rất nhiều tiền. Cũng bởi vì bức tranh này, mọi người đã không gọi ông ta là họa sĩ nữa, mà gọi là họa thánh. Một thời gian ngắn sau, họa sĩ chuẩn bị bắt tay vào vẽ ma quỷ, nhưng điều này lại trở thành một vấn đề khó khăn cho ông. Đi đâu mà tìm được hình dáng của ma quỷ đây? Ông ta tìm hỏi qua rất nhiều địa phương, tìm rất nhiều người hung ác bên ngoài, nhưng không có ai thỏa mãn cả. Cuối cùng, ông ta tìm đến một nhà tù. Vị họa sĩ cực kỳ vui mừng, bởi vì thực sự tìm được một người giống ma quỷ quả là quá khó khăn. Thời điểm mà ông họa sĩ đối mặt với tên phạm nhân kia, tên phạm nhân đã ở ngay trước mặt ông ta mà khóc rống lên. Vị họa sĩ thấy vô cùng kỳ lạ, bèn hỏi tên phạm nhân kia có chuyện gì quan trọng vậy. Tên phạm nhân kia nói, tại sao ông lần trước vẽ Phật cũng tìm tôi, mà lần này vẽ ma quỷ cũng lại tìm tôi? Vị họa sĩ bị chấn động. Ông nhìn tên phạm nhân một cách cẩn thận rồi nói, tại sao lại có thể thế được? Lúc tôi vẽ Phật, tôi tìm người kia có khí chất phi phàm, còn ngươi thoạt nhìn đã thấy ngay là hình tượng ma quỷ rồi. Tại sao lại cho là một người được? Thật quá kỳ lạ, quá thực khiến cho không ai có thể lý giải nổi. Tên phạm nhân kia đau buồn nói, chính ông là người đã biến tôi từ Phật thành ma quỷ. Vị họa sĩ nói, ngươi tại sao lại nói như thế? Ta không có làm gì ngươi cả. Tên phạm nhân nói, từ sau khi ông trả cho tôi tiền, tôi đã ăn tiêu đàn điếm, đi tìm mua vui, mặc sức tiêu xài. Sau này khi đã tiêu hết tiền mà tôi lại quen với cuộc sống như vậy rồi, dục vọng đã khởi lên mà không thể vãn hồi được. Thế là tôi đi cướp đoạt tiền của người khác, còn cái giết người nữa. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, việc xấu thế nào tôi cũng có thể làm. Kết quả là trở thành như bộ dạng của ngày hôm nay. Vị họa sĩ nghe tên phạm nhân kia nói xong, vô cùng bùi ngùi. Ông cảm thấy sợ hãi khi mà nhân tính chỉ vì dục vọng lại có thể chuyển biến nhanh đến như vậy. Con người là yếu ớt như thế. Thế nên ông đau đớn mà đem bút vẽ quẳng đi. Từ đó về sau, không bao giờ vẽ tranh nữa. Con người, một khi rơi vào cái bẫy theo đuổi ham muốn hưởng thụ vật chất, cũng rất dễ dàng đánh mất phương hướng bản thân mình. Muốn bứt phá ra là một việc vô cùng khó khăn, cho nên nhân tính là không thể ở cùng với tham niệm. Vị thiền sư kể xong mấy câu chuyện, liền nhắm mắt lại không nói gì. Nhưng người hỏi kia đã từ mấy câu chuyện mà có được giải đáp. Hóa ra, cái đáng sợ nhất trên đời này chính là dục vọng của con người. Dục vọng của con người càng nhiều thì càng thấy chưa đủ, sẽ càng thấy không sung sướng, vui vẻ và sẽ càng thấy phiền não. Tiền như gông xiềng, tham lam là phần mộ, truy danh trục lợi cuối cùng cũng chỉ là công giá tràng. Chỉ có tẩy tịnh đi đủ loại dục vọng trong lòng, buông bỏ lòng tham, quay trở về với bản tính thật thà lương thiện mới có thể khám phá ra rằng mọi vinh hoa phú quý trong thế gian này chỉ như mây khói thoảng qua, suy cho cùng chúng đều là những thứ vô thường.
Thông tin chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Phật gia cho rằng con cái đến với cha mẹ ở kiếp này có 4 loại. 1 là đến để báo ơn, 2 là đến để đòi nợ, 3 là đến để trả nợ, 4 là đến để báo oán. Nếu không có duyên nợ thì không có gặp gỡ. Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng sống bình yên bên nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Đời sống của họ khá giản tiện, chỉ có một mảnh đất để trồng trọt và chăn nuôi một số gia cầm. Nhưng đổi lại, họ có một cậu con trai rất khôn ngoan và thông minh. Đối với họ, con trai là tài sản quý giá nhất và họ dành cả tình thương cho con. Nhưng cậu bé lại có một thói quen kỳ lạ, đó là cậu cần ăn thịt vào tất cả bữa ăn. Nếu bữa ăn nào không có thịt, toàn thân cậu sẽ bị đau đến nỗi tưởng như có thể chết được. Vì đôi vợ chồng này cần mua thịt cho con trai, họ phải tiết kiệm tất cả các khoản chi tiêu khác. Cậu con trai dần lớn lên theo thời gian và giờ đây cậu đã ở độ tuổi 20, khỏe mạnh và hoạt bát. Đôi vợ chồng già hàng ngày vẫn phải mua thịt cho con, thậm chí còn mua nhiều hơn trước. Cho dù đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm cách chữa căn bệnh này cho cậu con trai, nhưng đôi vợ chồng già đã tốn công vô ích vì không ai chữa trị được căn bệnh này cả. Cuối cùng, họ đã phải bán mảnh đất và tất cả các vật dụng chỉ để đáp ứng nhu cầu ăn rất nhiều thịt của cậu con trai. Họ chỉ còn lại một tài sản duy nhất, đó là một con lừa. Đến một ngày, cậu con trai nói với cha mẹ: "Con bị nghiện ăn thịt trong rất nhiều năm rồi. Nếu bố mẹ để con ăn thịt con lừa, con hứa sẽ khỏi bệnh ngay lập tức. Nếu bố mẹ không cho con ăn thịt con lừa, sợ rằng con sẽ chết mất." Cặp vợ chồng già nghe vậy thì rất lo sợ. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với lời đề nghị của cậu con trai. Đối với họ, cuộc sống của con trai là quan trọng hơn tất cả và tất nhiên quan trọng hơn rất nhiều so với mạng sống của con lừa. Nếu thịt lừa không thể chữa khỏi căn bệnh cho cậu ấy thì cũng là đáng giá khi họ hy sinh tài sản cuối cùng cho con trai yêu dấu của họ. Đôi vợ chồng già gật đầu đồng ý, cậu con trai nói thêm: "Tuy vậy con còn có thêm một yêu cầu nữa, hai bố mẹ không được ăn bất cứ chút thịt nào của con lừa này, con phải ăn tất cả con lừa. Nếu như bố mẹ cố tình ăn dù chỉ một miếng nhỏ thôi, bệnh của con cũng không thể chữa được." Vậy là như đã hứa, đôi vợ chồng già bước ra ngoài và làm thịt con lừa. Sau khi món thịt lừa đã được làm xong, đôi vợ chồng già nghĩ rằng số thịt này dành cho một người ăn là quá nhiều. Họ nghĩ rằng con trai họ sẽ ngán món thịt lừa nên quyết định ăn một cái chân của con lừa và để dành tất cả phần còn lại cho con trai. Khi cậu con trai ăn đến miếng thịt lừa cuối cùng, cậu cảm thấy rất mệt và ngay sau đó đã qua đời. Đôi vợ chồng già nghĩ rằng lý do là vì họ đã không giữ lời hứa, sẽ không ăn một miếng thịt lừa nào. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má họ. Cái chết của cậu con trai khiến họ đau khổ đến tột cùng. Những ngày tháng sau đó, họ cứ khóc mãi, day dứt, tiếc nuối vì họ đã không giữ lời hứa với cậu con trai. Họ cảm giác như cuộc sống đối với họ đã hoàn toàn kết thúc. Ngày nọ, có một nhà sư đi khất thực ngang qua nhà. Nhìn khuôn mặt buồn rầu của đôi vợ chồng già, nhà sư hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đôi vợ chồng kể lại cho nhà sư nghe toàn bộ câu chuyện buồn của họ. Nhà sư nghe xong mỉm cười và nói: "Hai thí chủ sai rồi. Thí chủ có biết được người đã ra đi ấy là con trai của thí chủ hay là chủ nợ của thí chủ ở kiếp trước không?" Cặp vợ chồng già nghe vậy cảm thấy rất bất ngờ và bị xúc phạm. Nhà sư nói tiếp: "Hai thí chủ nên cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng đã trả xong được món nợ từ kiếp trước và đã có thể thoát khỏi chủ nợ của mình.
nhưng có vẻ như khi thí chủ vẫn chưa trả hết nợ, thí chủ vẫn còn nợ họ, thế nào họ cũng quay lại đòi nốt số nợ còn lại. Khi nghe thấy rằng người con trai có thể sẽ quay về, đôi vợ chồng cảm thấy được an ủi và háo hức. Họ nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy người con yêu dấu của họ thêm một lần nữa. Vì vậy, họ hỏi nhà sư: "Chúng tôi nên làm gì bây giờ?" Nhà sư đáp: "Cậu ấy sẽ quay lại vào đêm nay, vì vậy hãy soạn giường của thí chủ như là thí chủ đang ngủ. Hai thí chủ hãy nấp ở đằng sau nhà, lắng nghe xem cậu ấy nói gì." Đôi vợ chồng già nghe theo lời của nhà sư và chuẩn bị giường ngủ với hình người mặc quần áo, như thể đó chính là họ đang ngủ. Họ mở cửa phòng rồi nấp vào sau lưng nhà sư. Vào lúc nửa đêm, một bóng đen tiến vào căn phòng. Khi bóng đen đó tiến lại gần, cặp vợ chồng cố gắng hết sức kiềm chế nỗi sợ hãi của mình để không hét lên. Bóng đen đó chính là con trai họ, nhưng diện mạo lại giống như một con quỷ với ánh mắt sắc nhọn. Con quỷ dắt theo một con lừa ba chân. Nó dừng lại và buộc con lừa vào cửa phòng ngủ với vẻ giận dữ. Sau đó, con quỷ bước vào phòng mà nó nghĩ là đôi vợ chồng già đang ngủ và nó hét lên trong cơn thịnh nộ: "Tôi đã nói với ông bà không được ăn thịt con lừa đó, nhưng ông bà lại ăn. Nếu ông bà không ăn, ông bà đã trả xong món nợ, nhưng ông bà lại ăn mất một chân của con lừa. Vì vậy giờ đây tôi chỉ có một con lừa ba chân, điều này có gì tốt cho tôi không? Tôi không thể cưỡi nó hay bắt nó làm việc được, tất cả là lỗi của ông bà, giờ hãy trả lại tôi món nợ này." Con quỷ nói một lúc lâu rồi tháo dây buộc lừa rời đi. Cặp vợ chồng già sau đó vô cùng sợ hãi. Họ đã xin nhà sư giúp đỡ và họ sẵn sàng bán ngôi nhà này của họ để có thể trả nốt món nợ cho con quỷ. Nhà sư đồng ý làm một khóa siêu độ cho người thanh niên đó để hóa giải các ân oán của anh đối với đôi vợ chồng già. Nhà sư cũng cho biết không phải mọi khóa siêu độ đều thành công. Tuy nhiên, nhà sư vẫn giúp họ với hy vọng lòng thành của đôi vợ chồng già có thể con quỷ buông tha họ và trở về với thế giới của nó. Nhìn lại những gì đã xảy ra, đôi vợ chồng già cảm thấy thật may mắn khi hiểu ra được sự thật rằng người con trai mà họ vô cùng thương tiếc lại chính là chủ nợ đời trước. Đồng thời, họ cũng nhận ra bản chất của sự việc không hoàn toàn giống như những gì mà cặp mắt họ trông thấy. Trong giáo lý nhà Phật có dạy về luật nhân quả báo ứng hay nhân quả luân hồi là để chỉ các mối duyên nợ từ kiếp trước. Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ trong kiếp này là do bốn loại nghiệp duyên mang tới. Một là đến báo ơn, hai là đến báo oán, ba là đến trả nợ, bốn là đến đòi nợ. Ân oán nghiệp lực mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào những việc làm tốt xấu của cha mẹ kiếp trước và kiếp này. Vậy nên, đừng bao giờ hỏi tại sao cha mẹ hiền lành mà sinh con nghịch ngợm phá phách, bố mẹ giàu sang sinh con phá gia chi tử. Tất cả là do nhân quả báo ứng. Kiếp trước giàu có được là nhờ làm việc bất chính, thì kiếp này tiền của ắt lụng bại, của thiên trả địa. Con cái chỉ là người dùng duyên nghiệp đó mà trả nghiệp cho bố mẹ mà thôi. Sinh con ra khó nhọc, nuôi nấng con còn khó nhọc hơn. Làm bậc cha mẹ, hãy nên tích đức cho con cái, đừng vì tham lam mà làm điều ác để lấy nhà cao cửa rộng cho con. Cũng đừng vì ích kỷ, thù hằn cá nhân mà gây ác nghiệp. Có thể kiếp sau, quả báo mới tới, nhưng cũng có thể kiếp này đã tới ngay trong đời con. Nếu sinh con ra không được như ý muốn thì cũng đừng buồn giận, chỉ là ta đang phải trả nghiệp cho kiếp trước hay cho những gì ta đã làm trong quá khứ mà thôi. Cuối cùng, dù là duyên nghiệp như thế nào trong kiếp trước thì trong đời này, cha mẹ hãy là những tấm gương sáng cho con cái về tu dưỡng đạo đức. Hơn nữa, cần có trách nhiệm giáo huấn con cái về phương diện này.
tu nhân tích đức, chỉ có như vậy mới mong sớm trả hết mối nghiệp duyên này. Chúng ta trong vô lượng kiếp đều vì phiền não, tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật Pháp, xuất ly lục đạo, thì cứ ở trong sinh tử thanh trừng nhau, đòi nợ nhau mãi. Cảnh oan oan tương báo này biết bao giờ mới dứt. Thân Khoa Trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an. Ông hành sự rất nghiêm cẩn, không mảy may cẩu thả sơ sót. Mấy lần phá trọng án, ông đều lập được công lớn, nhưng sự nghiệp thành đạt lấy lần bao nhiêu cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông. Bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút, đầy dẫy, không ngừng hành hạ ông. Ông Thân có hai con trai, đứa đầu không uống rượu thì thôi, hễ uống vào là đánh người, quậy ầm náo trong nhà đến gà đến chó cũng chẳng yên. Còn cậu Út thì luôn vòi vĩnh tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến 1-2 vạn. Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ, mà hễ đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ đi đánh tiếp. Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ông Thân trong lòng khổ hết chỗ nói, sống không bằng chết. Để nội tâm được an ủi, hai vợ chồng họ xin nhận nuôi một đứa con gái, hy vọng về già có được chút ấm lòng. Hai người nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu, cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế. Những báo ứng thiện ác quả thật như theo bóng với hình. Chính những hạt giống oan nghiệp trong quá khứ họ đã gieo, giờ đây đang đơm hoa kết trái, đem đến thống khổ khôn tả. Vào thời cổ đại, ở một tiền kiếp của họ, có một người nghèo rất mồng tơi, bơ vơ không chỗ nương tựa, bị bệnh nằm ven đường rên rỉ, không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết. Bỗng có một phụ nữ đi ngang qua, thấy cảnh người nghèo này, liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi vay được tiền cảm động hết mức mà thề rằng: "Sau này khi được giàu có, nhất định tôi sẽ hoàn trả hậu hĩnh lại cho ân nhân và tận sức báo đáp ân cứu mạng." Nhờ số tiền này làm vốn mưu sinh nên người nghèo nọ đã vượt qua cơn khó khăn. Y cưới vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia. Còn vị nữ ân nhân nọ do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà bị gia đình trách móc hoài nghi đủ điều, suốt đời sống trong buồn rầu khốn khổ. Nữ ân nhân đời đó nay chính là cậu trai Út nhà ông. Còn gã nghèo sau khi giàu có rồi, có một ngày nọ, hắn ta cùng vợ đi ra ngoài mua đồ. Vừa đi tới bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước. Hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu mà còn đứng trơ mắt ngó, mặc cho lão già chết chìm. Sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão về làm của riêng. Lão già chết chìm thuở xưa nay chính là cậu con trai trưởng nhà họ. Hai vợ chồng gã nghèo thời ấy, đời này chính là hai vợ chồng họ Thân. Trong quá khứ, họ đã vay nợ, đoạt của, nên đời này họ phải đền gấp bội. Hai cậu con trai chính là oan gia đến đòi nợ. Lão Thân sau khi biết được nguyên nhân tiền kiếp thì kinh hoảng vạn phần, liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối, bước vào con đường tu hành theo Phật Pháp. Hy vọng Phật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái để họ có thể sống an ổn trong tuổi già. Chúng ta đã hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả, phải luôn cảnh tỉnh mình, giờ giờ khắc khắc, sống thuần khiết, trong sạch, không ỷ vào may rủi, bởi nhân quả báo ứng không mảy may sai chạy. Một người con đã vong ân bội nghĩa, đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc độc ác xấu xa nào mà không dám hành động. Kẻ đã vong ân bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ là kẻ ấy mất hết phẩm cách, cạn sạch nhân tính, nếu không muốn ghét họ vào hạng người vô loại. Một xã hội không may có nhiều hạng người bất nghĩa bất nhân như thế thì xã hội đó sẽ điêu tàn đổ nát và trở thành một xã hội vô luân.
để hướng dẫn mọi người ra khỏi vũng lầy khủng khiếp đó, người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh di tiên. Nghĩa là ngàn muôn kinh sách đều lấy hạnh hiếu làm đầu. Người con có hiếu thảo với cha mẹ thì mọi việc đều thành tựu tốt đẹp. Ngược lại, bất hiếu với mẹ cha thì mất tất cả. Thế nên Đức Phật có dạy: tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu, điều thiện lớn nhất không gì bằng có hiếu. Vì vậy, bổn phận làm con phải lo phụng dưỡng mẹ cha trong mọi thời, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng, đừng để cho cha mẹ khổ đau do túng thiếu. Vì một đời cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, nên nhất là khi cha mẹ tuổi già sức yếu, con phải tận tình cơm cháo thuốc thang, giường êm nệm ấm càng chu đáo hơn. Chớ vì sợ vợ hay nể chồng mà mắc phải cảnh tình con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nhưng dẫu cho báo hiếu có chu toàn, không sơ sót điều gì đối với mẹ cha, thì người con cũng chưa gọi là báo đáp cân xứng với công như trời cao bể rộng của cha mẹ. Đúng như Kinh Thi đã nói: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao. Dục báo thâm ân, hiếu thiên dõng cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng. Nuôi con cực khổ ẵm bồng, trời cao dồi dội khó mong đáp đền. Cha mẹ như một bầu trời yêu thương dịu ngọt, mà từ lâu nay chúng ta bơi lội trong đó một cách thỏa thích vẫn không hề hay biết. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, một kho tàng vô tận. Cha là kỳ quan vĩ đại, một món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Vì thế, nghĩa mẹ tình cha được truyền tụng từ đời này sang đời khác bằng những khúc hát lời ru hết sức ngọt ngào của các bà mẹ. Từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, từ mái tranh nghèo xơ xác đến cung vàng điện ngọc, đâu đâu cũng vang lên câu ca: công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Đúng vậy, thưa quý vị, công ơn sanh thành dưỡng dục như núi cao biển rộng của mẹ cha là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Này anh ơi, chị ơi và em ơi, hãy cùng tôi một lần trong đời tưởng niệm về công đức sanh thành của mẹ cha, dù chỉ một lần muộn màng. Cha chúng ta là cột trụ của gia đình. Ngoài việc giáo dục tinh thần, dạy đạo lý làm người cho con để sau này trở thành người hữu dụng, cha còn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê gánh mướn, đổ mồ hôi nước mắt, khổ nhọc trọn đời để đổi lấy bát cơm manh áo cho con. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời và lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn khuôn sân trái bếp, nhìn con gà con chó, cây ổi cây xoài, và nhìn bầy con của mẹ. Do đó, con gần mẹ hơn cha là vậy. Cha lặng lẽ đi kiếm tiền, con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc lo toan đối phó đã làm mệt mỏi gân cốt và trí óc của cha. Về đến nhà, cha cần tìm sự an ổn nghỉ ngơi, nên nhiều khi mang cả cái bực bội, cái cáo gắt từ ngoài xã hội theo về. Lúc đó, con phải len lén bỏ ra nhà sau, im lặng, càng xa càng tốt, và gần như muốn xóa bỏ sự hiện hữu của mình. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, và ngày càng thêm xa cách. Bởi sao? Vì cạnh mẹ con thấy êm đềm quá. Ai làm ra tiền không cần biết, con chỉ biết muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏa thẻ với mẹ,
mua cây viết mới, sắm đôi dép mới. Thảy thảy mẹ đều vui lòng như một bà tiên trong truyện cổ tích Tấm Cám. Tội thân cha, cạnh bà tiên hiền, cha thành thiên lôi. Bà tiên càng hiền, cha càng thành la sát. Nhưng chúng ta nào biết. Hai tay bưng bát cơm đầy, tưởng công cực khổ cha này làm nên. Anh chị có biết không, cha thương con lắm, nhưng cuộc sống phân công mỗi người một việc. Mẹ như cọng mảnh nhánh thấp cành gần để trái non xúm xích bao quanh. Cha như thân cây vững chắc bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Thân chĩa những cành lớn đâm ngang, thân dương những nhánh cao phủ trên đầu che mưa che nắng. Cha lúc nào cũng cân nhắc từng lời nói, chỉ nói những khi cần. Con lấn mẹ thì cha phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạc lòng, cha phải giữ kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Đi vào bước trưởng thành, từ 13, 14 tuổi, con càng ngày càng ngại cha, tránh cha, rồi xa cha là vậy. Nhưng anh chị đừng vội quên cái thời lên năm lên bảy mà kéo trở thành người bội bạc. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi làm nũng với cha, bắt cha cổng chạy nhông nhông ngoài đường, bắt cha phải dắt ra cổng đứng nhìn xe cộ qua lại, và bắt cha phải nằm bên cạnh quạt cho mới ngủ. Các em hãy nhìn xa thêm chút nữa, sẽ thấy được sự sâu lắng của tình cha. Cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, rồi cha đỡ đần mẹ sau khi sanh nở. Cha giúp tay mẹ pha bình sữa, giặt giũ tã lót cho con lúc cha mẹ cùng nghèo. Đến khi cúng đầy tháng, cha châm hương đốt đèn, thành kính cầu xin mụ bà và tham lam cầu khắp cả thần phù hộ cho con mau ăn, chóng lớn và trang trọng đặt cho con cái tên để lại cho đời. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần trọng đại nhất trong đời mà cha trọn lòng nghĩ đến những vị thần linh. Vì con mà tin, mà khấn, mà cầu, cho dù mang tiếng mê tín, cha cũng sẵn sàng vui nhận. Từ ngày có con, cha trở thành nhảm nhí đáng thương. Con mới mở miệng ngáp, đôi mắt mới khép hờ, mà cha đã vội vàng ru, ru kiểu nửa ngâm nửa hát, vụng về hết sức mà vẫn cứ ru. Nghe qua mấy câu ru nhảm nhí thì biết ngay trạng thái tâm hồn của cha lúc đó đang tràn trề niềm vui, no nê hạnh phúc. Ngày xưa, dưới thời Nho giáo, cha được gọi là Nghiêm Đường. 20 tuổi đậu tú tài, đậu cử nhân, đậu tiến sĩ thì phải mang bộ mặt lạnh lùng của một vị quan. Chỉ có người cha quê mùa mới thông dong cõng con 4-5 tuổi đi nghêu ngao khắp xóm để bứt lá chuối quấn kèn. Lớn lên, cha con cùng làm lụng cạnh nhau trên sân lúa giữa rẫy khoai. Xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn. Trong cuộc sống cha một nghề, con một nghề, ai lo phận nấy. Rốt cuộc tình cảm cha con ngày trở nên lợt lạc. Tình quấn quýt cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Quá bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn là bắt đầu xa cha. Từ đó, cha chỉ đóng vai trò cung cấp tiền bạc cho con ăn học, nguồn kinh nghiệm khôn dạy để đưa lời chỉ bảo khuyên răn, tất cả đều chỉ là lý trí lạnh lùng. Chớ mẹ thì không, nghĩ đến mẹ là một chuỗi hình ảnh êm ái hiện ra, khỏi cần lý luận, khỏi nhìn đâu xa. Cứ nghĩ đến mẹ là như thế rõ, khi còn nhỏ mình nằm như thế nào trong vòng tay của mẹ. Với cha thì phải suy nghĩ mới thấy, bởi mọi sự thương yêu chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Bây giờ, nếu may mắn mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang thương yêu săn sóc con nhỏ của họ, quý vị hãy lắng lòng mà suy nghĩ kỹ sẽ thấy. Công cha bao năm, tình thâm lai láng,
và cao dồi dội như núi. Hình ảnh ngọn núi uy nghi nhưng xa cách, gợi cho ta một sự tôn sùng. Do vậy, người xưa có khuyên rằng: đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ tự nghiêm. Trong chúng ta, ai cũng thuộc và đọc lầu lào câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nhưng vẫn thản nhiên như đọc khẩu hiệu, chớ có ai cảm nhận được thâm tình phụ tử đâu. Thưa các anh chị, tuổi già chiếc bóng, mẹ dễ sống theo con, theo dâu, theo rể, nhưng cha thì không. Cha ít cam khuất phục rể dâu, chịu sống hắt hiu thiếu thốn, cố tránh cái giả bộ nặng tai của dâu, cái im lặng cố ý của rể. Tuổi càng cao, khổ càng chồng chất, dâu rể không ăn hiếp thì có con muỗi, con kiến ăn hiếp, cứ cắn cứ chích. Cha nghe đâu đập đó, chưa mắt mờ đâu còn thấy rõ. Nhìn lên bầu trời đâu còn thấy chòm sao bắt đầu, mà mới ngày nào lững thững dắt con đi trong sân, cha chỉ cho con nhìn. Con nay đang tuổi trung niên, bận theo quyền lực, vui với vợ con, giao thiệp với bạn bè, việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra hững hờ lơi là. Nếu có ai nhắc nhở thì lý lẽ: được vậy còn đồ gì nữa? Trời ơi, thì giờ đâu? Phải, thì giờ đâu? Người xưa hay nhắc vận con kiếp lo báo hiếu, bởi đến lúc con muốn nuôi cha mẹ thì than ôi, cha mẹ có còn đâu. Lúc cha vào giai đoạn già yếu, bề ngoài ngó dẫu phương cương, nhưng nội tạng thường đang triệu rã. Dễ hiểu thôi, một đồ vật dùng đã 50-60 năm rồi thì dù có lạc quan đến đâu cũng chỉ có thể tạm nói cũng còn khá. Cha thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau nơi này, chợt nghe cái nhói nơi kia, đôi khi bỗng mệt vô cớ. Nhưng cha thường im lặng. Những câu nói êm ái dành cho con khi còn nhỏ bây giờ không cần thiết nữa, vì có thể quấy rầy con cháu, mà đành âm thầm nghĩ đến câu vạn vật vô thường. Do đó, cha sống bên cạnh con cháu, nhưng có khác nào cây khô đứng trơ trọi giữa đồng. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha đã qua đời. Vì còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con lấm bùn. Cha biết trước tâm trạng đó, phòng xa ngày nào mình từ trần, con mới chợt ân hận muộn màng. Nên trong mỗi bức thư gửi cho con, cha đều kết thúc với sự bằng lòng rằng: con đã thành đạt thì cha mãn nguyện, cha vui rồi. Ôi, lòng vị tha, lòng hy sinh của cha kéo dài mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ơn cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang. Đúng vậy, thưa tất cả quý anh chị, đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như núi cao bể rộng, đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, và nhất là trọn đời không được tự cho phép mình quên lãng. Khi còn là một thai nhi, với thời gian 9 tháng 10 ngày sống trong cảnh tối tăm nơi bụng mẹ, mỗi ngày phải lấy giọt máu nơi giao điểm ngũ tạng của mẹ làm chất dinh dưỡng để chờ ngày mở mắt chào đời. Còn thân thể của mẹ thì nặng nề cực nhọc biết giường nào. Mỗi khi đi đứng ngồi nằm, nhất cử nhất động, mẹ đều khổ nhọc và luôn chú ý đến đứa con đang nằm trong bụng. Nếu có nhân duyên gieo trồng công đức bố thí ở tiền kiếp, thì mẹ được sanh vào nhà khá giả, nên trong lúc mang thai được an dưỡng chu toàn. Ngược lại, do thiếu phước duyên nên mẹ chúng ta lâm vào cảnh nghèo nàn túng thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc,
nên phải làm lụng vất vả nhọc nhằn. Vậy mà không may gặp cha mẹ chồng thiếu lương tâm, thì từ khi mẹ bước chân về nhà chồng là phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi hổ của kiếp làm dâu. Có thể chén cơm mẹ đang bưng cũng là chén nước mắt, vì thương con mà mẹ phải cam đành nuốt lệ để nuôi con. Tuy nhiên, dù khá giả hay nghèo nàn, hễ có mang con trong bụng thì các bà mẹ đều có sự thống khổ như nhau. Suốt 9 tháng trường cứ mang nặng nhọc, biếng ăn, mất ngủ. Vậy mà đến ngày rằm hay 30, có những bà mẹ thường đến chùa đốt hương khấn nguyện Phật trời phù hộ cho mình sanh nở được mẹ tròn con vuông. Thế rồi ngày qua tháng lại, giờ sinh đã đến. Một cơn đau dạ kinh hoàng, mẹ đau đớn vô ngần như muôn ngàn lưỡi dao cắt xén vào thân, và nỗi lòng sợ hãi bắt đầu hiện đến với mẹ. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn thì đỡ cho mẹ biết bao. Đằng này, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Trong giờ phút thập tử nhất sinh này, sinh mạng của mẹ như ngọn đèn leo lét trước gió. Có thể nói, mỗi lần sanh con là mỗi lần tử thần rình chờ bên cửa. Nếu chẳng may thì mẹ chỉ kịp được nghe tiếng con thơ khóc chào đời trong tinh thần bấn loạn, để rồi mẹ vào giấc ngủ ngàn thu, nằm yên bất động dưới nấm mồ quang lạnh, mà vĩnh viễn không còn trông thấy mặt cô dù chỉ một lần thôi. Khi mẹ đã vĩnh biệt chương trần, cũng có nghĩa là mang cả mạch sống về phương trời thiên cổ, bỏ con đói khát bên cạnh người cha đau khổ trong cảnh gà trống nuôi con. Đêm đêm, với nỗi lòng trống vắng bên con thơ, lòng cha rối như tơ giò. Tai nghe trống điểm trên lầu, nửa thương phần vợ, nửa sầu phần con. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con chết rồi. Đó là những đêm vắng có cha bên cạnh. Đến sáng ra, cha lại lo làm lụng vất vả để con thơ nhỏ dại ở nhà cho anh chị nó trông. Nhưng những khi nó đói cơm hay khát sữa, biết làm sao hơn được, vì cũng lớn hơn nó chỉ có vài tuổi thôi, dỗ dành mãi không được, đành chạy vào sớm mà xin tình thương của bà con. Em tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép ngàn ngày mang ơn. Sau khi sanh nở được vẹn toàn rồi, mẹ chúng ta vui mừng khôn xiết. Khi đang ăn cũng như lúc ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở ngay bên cạnh, và đem hết chất liệu bổ dưỡng nhất của mình để nuôi con thơ trong thời gian bú mớm. Con lỡ dại tiểu tiện trên mình, mẹ vẫn mỉm cười không chút hờn giận. Chính đôi tay gầy của mẹ giặt giũ khăn tả và tắm rửa cho con từng ngày, mà nào có một lần quản công khó nhọc. Cảnh nghèo nàn, mẹ phải chịu đói khát để nhịn cơm cho con. Mẹ cam lòng nằm bên ướt để nhường phần bên ráo cho con mỗi khi gió mưa trở trời. Mỗi mỗi điều gì con mà mẹ quên cả tấm thân khô gầy như san hô còn lại của mẹ. Ôi, nặng thay chính chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Vì con mẹ đã quên mình, dưỡng nuôi con trẻ bình sinh không nại. Rồi ngày tháng còn nằm nôi, mẹ âu yếm đứa con thơ, triều mới nâng niu cái hình người bé bỏng nhưng sinh động do chính mẹ tạo thành. Dù có tật nguyền hay xấu xí, nhưng đối với mẹ, con vẫn đẹp tuyệt vời bên những lời ru. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày tức đủ dừa năm.
Vì sao mẹ ru con ngủ êm ái, còn mẹ thì thức suốt cả năm canh? Vâng, mẹ thức đủ cả năm canh là vì nhìn con bé bỏng mà lòng mẹ xao xuyến lo âu. Mẹ vừa trải qua một cơn biến động về thể xác, những cơn đau dữ dội làm mẹ quằn quại khi con ra đời. Bây giờ mọi sự đã lắng dịu và mẹ đã tròn, con đã vuông. Nhưng nhìn con thơ xinh xắn nằm ngủ êm ái, vô tư, mẹ vừa mừng lại vừa lo. Sợ con phải ướt mà khóc ré lên, vì tiếng con khóc như xé lòng mẹ, cho nên mẹ phải thức canh chừng, để chờ bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Này các chị, mỗi khi con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Mẹ lo nghĩ, mẹ sợ hãi là vì nhìn con thơ mà mẹ nghĩ đến thân phận con người của con sẽ trải qua trong những năm tháng của tương lai đang tới dần. Mẹ lo nghĩ về sức khỏe, về cuộc sống của con. Sự sống thực tiễn trước mắt lẫn lộn với những lo âu suy tính ấy đã làm cho mẹ thức từ canh này sang canh khác, và cuối cùng là mẹ đã thức suốt đêm. Nhưng đâu phải có vài hôm như thế, mà trọn ba năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nệ với con. Không một ai có thể tính được khó nhọc trong việc nuôi con từ lúc lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Bồng con yêu quý suốt tháng trọn năm, mà có lúc nào chúng ta nghe mẹ than vãn cực nhọc? Rồi ngày qua tháng lại, con thơ tuổi được lên ba lên năm thì đời mẹ lại càng vất vả hơn. Này các anh chị, các em có biết không, mẹ chúng ta đâu được nhàn hạ như các bà mẹ giàu sang khác, mà mẹ phải thức khuya dậy sớm, buôn tạo bán tần, kiếm từng đồng lời nhỏ nhặt để đổi lấy chén cơm cho con no bụng. Mẹ chúng ta đâu rảnh rỗi mà tô son dồi phấn như những bà mẹ quý phái nơi đô hội phồn hoa, mà mẹ phải dãi nắng dầm mưa, mua gánh bán bưng để đổi lấy những chiếc áo tốt cho con ấm lòng. Còn mẹ thì không cần. Chiếc áo bà ba bao năm bám chặt trên người mẹ, âm thầm sẽ chia những giông tố của cuộc đời đam lũ, nay đã sờn vai rách túi mà mẹ chưa một lần nghĩ đến sắm sửa, chỉ vì sợ con thua chúng kém bạn mà tủi thân tội nghiệp. Ví dầu cầu gián đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Con còn có mẹ dẫn qua những chiếc cầu gián gập ghềnh, còn mẹ thì có bao nhiêu khó khăn suốt quãng đời làm mẹ, mẹ cũng phải cố gắng vượt qua, đem thân gầy yếu ra chống chọi với bao thế lực đen tối mà cuộc đời ngang trái đã tạo ra. Vì sự sống, vì tình yêu và hạnh phúc của con, mẹ không ngần ngại khi đối diện với mọi cạm bẫy của cuộc đời đầy tham chấp dối lừa. Chuyện kể rằng, có một bà mẹ nghèo làm lụng vất vả ngoài đồng suốt tháng trọn năm vẫn không đủ ăn. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra trên cánh đồng khô cằn cũng chỉ tạm đủ cho hai mẹ con côi cút sống đắp đổi qua ngày trong một mái liều tranh trống trước hụt sao. Tài sản của hai mẹ con có gì? Chỉ một cái bàn dẹo chân để thờ người chồng bạc mệnh đã quá cố và một chiếc giường tre gãy vạc. Ngoài ra không có gì đáng giá mà mẹ con phải cam chịu giữa đất khách quê người. Một ngày kia, người mẹ đang cầm cuội làm cỏ ngoài đồng, cố gắng làm cho xong để ngày mai lãnh làm thuê chỗ khác. Mãi miết làm mà trời tối lúc nào cũng không hay. Chợt nhớ ra đứa con nhỏ ở nhà chưa có cơm ăn, người mẹ vụt đứng dậy bươn bả đi về. Chẳng may, người mẹ bị rắn độc cắn. Sống trong cảnh tứ cố vô thân, không chòm xóm láng giềng, lại không có lấy một xu dính túi
thì biết chạy chữa thuốc thang như thế nào. Trời đã sẩm tối, biết mình không thể sống nổi. Người mẹ vội vã chạy về, vừa chạy vừa gọi con, tiếng gọi con ơi của người mẹ vang động cả cánh đồng. Về đến nhà, người mẹ hối hả đổ lúa vào cối xay, hấp tấp xay cho thật mau mà miệng vẫn không ngớt gọi con. Và tâm tư của người mẹ lúc này chỉ thuần túy một nguyện vọng duy nhất là mong xay được thật nhiều gạo để lại cho con ăn sau khi mình chết. Không ngờ điều huyền diệu đã xảy ra. Do dốc hết sức để xay gạo nên các bắp thịt mỗi đến rã rời, nhờ vậy mà chất độc thoát ra theo mồ hôi và hơi thở dồn dập của người mẹ. Và cuối cùng người mẹ thoát khỏi bàn tay hung bạo của tử thần. Quý anh chị có thấy không, trên cõi đời này không ai yêu thương ta bằng mẹ. Dù trong những giờ phút cuối cùng mẹ vẫn hướng về con, thương con cho đến khi con tim ngừng đập. Thật là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Chỉ không lưu ý đó thôi, chớ hình ảnh mẹ con diễn ra quanh ta đầy vậy, thiên hình vạn trạng kể sao cho xiết. Mẹ ấm con đi chợ, mẹ dắt con tới trường. Trên sân, gà mẹ dẫn đàn gà con bới rác, thể được mồi liền lập tức gọi con. Trên đồng cỏ, trâu mẹ đứng yên cho trâu con sụt mõm vào bầu vú, mắt nhìn hiền từ, thỉnh thoảng âu yếm liếm vai liếm lưng cho con. Còn con cò lượm thượm vụng về, cái cổ dài ngoẳng, cặp chân cao liêu khiêu, vậy mà từ lưng trời khéo xếp đôi cánh đáp xuống nhẹ nhàng cạnh bầy con, dùng cái mỏ nhọn quắc để xuống mồi để lông cho con. Ôi tình mẹ con quả là thứ tình cảm thiêng liêng khó tả. Bất luận là người mẹ nào, khi đã bắt đầu làm bổn phận và nhất là khi đứa con đã lọt lòng, con có xấu xí đến mấy mẹ cũng thương, mẹ càng thương hơn như nhằm bù lại những thiệt thòi cho con. Như ngầm nhận sự xấu xí là do lỗi mẹ, vì con chính là bản thân của mẹ. Tình thương không cho phép mẹ phải hững hờ sao lãng, và cũng nhờ chính thứ tình thương ấy mà xóa tan mọi trở ngại khổ đau suốt cả cuộc đời bất hạnh của mẹ. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại càng lớn hơn. Từ xưa đến nay, không một ai có thể tính được công mẹ, và cũng không một ai đo lường được lòng mẹ thương con. Nên chỉ có thể nói, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn thì chảy mãi bất tận, dẫu biết rằng một ngày nào đó sẽ đổ vào đại dương mênh mông, nhưng vẫn cứ chảy xuôi, vì đó là bản chất của nước. Có những đứa con quá nghịch nên mẹ mới đánh. Phải, mẹ đánh con đó, nhưng mẹ lại thương con nhiều hơn. Biết bao bà mẹ đánh con xong lại phải trào nước mắt vì quá thương con. Mẹ nào không quẳng trôi và ôm con vào lòng dỗ dành khi nghe con trẻ mếu máo nói: "Má ơi, đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ." Ai đã từng làm mẹ thì sẽ biết được tâm tư của các bà mẹ khi nghe con khờ thốt ra câu này, hoặc là: "Má ơi, đừng đánh con hoài, để con kho cá bằm xoài má ăn." Nghe bao nhiêu đó cũng đủ no lòng mẹ rồi. Và chắc chắn một điều là mẹ không cần ăn đâu. Cho dù đó là món cá kho dân dã trộn với xoài bằm đơn sơ thấm đượm nghĩa tình. Vì quá cơ cực trong kiếp sống bần hàn nên lắm khi mẹ bực bội, mẹ ưu phiền mà phải răn dạy con. Chớ mẹ nào có muốn con đi bắt ốc, đi hái rau, đi kho cá, đi bầm xoài cho mẹ nhờ đâu. Mẹ thương, mẹ khóc. Thương là thương con thơ hiếu thảo, với đầu óc non nớt và sự hiểu biết nông cạn. Con trẻ tưởng làm vậy là mẹ vui mà không đánh đòn nữa. Nhưng con khờ dại đâu biết được lòng mẹ ngổn ngang như trăm mối tơ dò
trước cảnh thiếu trước hụt sau. Chính vì thế mà mẹ tủi phận, mẹ buồn, mẹ khóc cho cảnh đời ngang trái. Mẹ là nước trong nguồn chảy ra mà, mẹ trong suốt, mẹ dịu dàng, ngọt ngào. Mẹ thương con với tình thương của chất nước đối với vạn loại. Tuy cũng có khi nước đang chảy thao thao, nhưng nếu gặp trở ngại thì nước cũng gầm lên tung bọt và xoáy dữ tợn. Nhưng đó không phải là thể tính của nước. Thể tính của nước là nhuần mát, mềm dịu, trong sáng và là nguồn sống của muôn loài. Bởi vậy, tự bản chất đánh con của mẹ không bao giờ giận dữ thắng lướt tình thương. Thuở xưa có một hiền giả tên Hàn Bá Du. Một hôm ông phạm lỗi nên bị mẹ đánh. Ông khóc tức tưởi nhiều hơn mọi lần. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: "Lần này mẹ đánh con ít, sao con lại khóc nhiều?" Ông quỳ thưa: "Những lần trước mẹ đánh con nhiều, ngọn roi mạnh, con khóc vì đau. Lần này mẹ đánh ít, ngọn roi nhẹ, con thấy ít đau. Nhưng con biết sức mẹ đã yếu, mẹ đã già, nghĩ vậy mà con khóc." Giữa trần thế này đã có được bao nhiêu người con như Hàn Bá Du? Chắc hẳn là ít lắm. Mẹ chúng ta tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ chúng ta đau buồn nặng trĩu đôi vai. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ dại, lòng mong con mình có một ngày mai. Mẹ chúng ta nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, cầu mong con mình sớm thành người dân. Dù con có trưởng thành, mẹ vẫn không nỡ sống xa con. Nếu con đi vắng, cha tiền mẹ lo mà. Hoàn cảnh có cơ hàng đến mấy, con đông bao nhiêu, mẹ cũng không bao giờ chịu rời xa. Đạm bạc cháo rau, mẹ vẫn không đành chia cắt. Những hôm con có duyên sự đi xa, hoặc phải ở lại ban đêm, thì mẹ cha trông đứng trông ngồi, không thể nào an tâm được. Vậy mà, thời chiến tranh loạn lạc, mẹ phải cắt ruột mà tiễn con trai lên đường tòng chinh nhập ngũ, bỏ lại sau lưng một mái tranh nghèo có người mẹ già đứng đợi con về, mà dấn thân vào đường tên mũi đạn, tắm mình trong khói lửa điêu linh. Có khi phải ngã gục trên bãi chiến trường, để lại mẹ già đang khắc khoải ngóng chờ con. Mỗi lần nghe súng nổ, thì mẹ niệm Phật không ngớt, để cầu nguyện cho con mẹ được yên lành mà chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Chứ mẹ nào có hay, con mẹ đã yên giấc ngàn thu với lòng đất lạnh. Còn con gái đến tuổi trưởng thành sắp có đôi có bạn, mẹ cha phải lo định hôn nhân cho kịp lúc xuân thời và ước nguyện cho con yên bề gia thất. Nhưng nỗi cảm động nhất là khi bước chân ra đi theo chồng. Trong giây phút chạnh lòng, đột nhiên người con gái thấy mình không thể trọn chữ hiếu với cha mẹ như lòng mình muốn được, nên mãi bịnh rịnh bên mẹ. Đôi dòng lệ cứ tuôn trào theo khóe mắt. Mẹ cũng ứa nước mắt, nhưng cố gượng gạo khuyên con: "Gái lớn ai không phải lấy chồng, can gì mà khóc, nín đi không. Nín đi mặc áo ra chào họ, rõ quý con tôi các chị trong." Nhưng ai nào biết, trong lòng mẹ đau như dao cắt từng đoạn ruột khi phải xa con, để rồi khóc nhớ thương con trong đêm vắng. "Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc, đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi. Con là tất cả. Khi có con, mẹ bình tâm dạch vú cho bú, áo sống xốc xếp, quần xăng quá đùi mẹ cũng không còn thấy ngượng. Có con là như đủ rồi. Niềm vui lớn nhất của đời mẹ là sinh được con. Nếu gặp được trường hợp đớn đau phải hy sinh đời mình để cho con sống, thì hầu như mọi người mẹ đều nuốt nước mắt đón nhận cái chết về mình mà không hề lưỡng lự. Mẹ đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân cho con của mẹ được an vui đến trưởng thành. Và cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay,
mẹ mới không còn lo cho con nữa. Thật đúng, mẹ già đà 100 tuổi, còn thương con 80. Ái ân có đoạn chăng, chỉ hơi thở cuối cùng. Thì lẽ ra, những ngày còn lại trong tuổi già xế bóng, mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Nhưng không, chúng ta lớn lên từ xứ sở khô cằn, năm tháng ra đi không ngoái đầu nhìn lại, quên dáng mẹ gầy héo hắt giữa hoàng hôn. Con háo hức vào đời giữa hoa thơm cỏ lạ, quên gốc vườn xưa mẹ mòn tay quét lá, tiếng giọng kẻo cà kẻo kẹt, mẹ ngồi khàn giọng à ơi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng đi xa lời ru của mẹ. Mẹ còn đó mà như là dĩ vãng, mẹ sống ở đời như truyện cổ dân gian. Con mãi miết theo bao điều mới lạ, quên tóc mẹ già bạc trắng vì con. Những trái bắp củ khoai ngày xưa đi học, cầu dáng gập ghềnh mẹ dắt con đi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng ngỡ mình sống không cần mẹ. Mẹ còn đó mà như là thừa thải, mẹ âm thầm như chiếc bóng sau lưng. Những đứa con ngày một lớn lên, càng xa, xa mẹ. Hỡi những người con từng làm bao việc ở đời, đã làm nổi chưa, đứa con của mẹ. Nhưng mẹ nào trách hờn, dù đôi vai gầy của mẹ chồng chất biết bao gánh nặng muộn phiền khổ lụy, và trái tim của mẹ cũng đã bao lần héo hắt vì đàn con. Vậy mà giờ đây bên mẹ còn có ai? Còn chăng lều tranh khói bếp la đà, rung rung gậy trúc mẹ già tựa hiên. Mẹ tựa hiên dõi mắt nhìn về một phương trời xa mờ du định, nơi đó có những đứa con của mẹ đã quên cha, quên mẹ tình thâm, quên xứ, quên sở lâu năm không về. Mẹ kính yêu, bởi con của mẹ chẳng kính mến quên ơn trái đất, không xót thương dưỡng dục cù lao. Mẹ ơi, chúng con, những đứa con quan dại từ nay đã hiểu, nếu con đi khắp quả đất tròn, người mong con vẫn không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng, trước cả khi con bật lên tiếng mẹ. Trong Nhị Thập Tý Hiếu có ghi lại hình ảnh Dương Thôi ôm mộ mẹ. Bình sinh mẹ Dương Thôi rất sợ tiếng sấm sét, đang làm ngoài đồng, hễ trời nổi cơn giông là Dương Thôi lật đật chạy về nhà ôm mẹ cho mẹ bớt sợ. Khi mẹ chết rồi, mỗi lần mưa giông sấm sét là Dương Thôi vội vàng chạy ra ôm mộ mẹ mà nói rằng: mẹ ơi, có con đây, mẹ đừng sợ. Hành động của Dương Thôi hết sức chân chất mộc mạc, nhưng lại toát lên nét thánh thiện của tâm hồn và tỏa ngát hương thơm của lòng hiếu thảo. Giờ đây ngồi buồn nhớ mẹ nắm bàn tay, thấm thoát năm xưa khoảnh khắc này. Đường chỉ tay con da thịt mẹ, dù cho đi nữa mẹ còn đây. Trong tất cả chúng ta, ai đã diễm phúc còn cha còn mẹ, thì các anh, các chị, các em hãy vui sướng lên đi, để đón nhận một bông hồng đỏ cài lên áo. Vì mẹ là niềm vui lớn nhất và duy nhất của đời con. Cánh hoa màu đỏ thắm là sức sống màu nhiệm đã soi sáng và nuôi dưỡng đời con. Này anh ơi, chị ơi, em ơi, hãy ôm mẹ vào lòng mà tận hưởng những hương vị ngọt ngào đã và đang còn động lại trong kiếp người của chúng ta, để rồi sau này cuộc sống vô thường có cướp đi người mẹ hiền yêu dấu thì chúng ta không hối tiếc vì chưa được hưởng trọn tình thương của mẹ. Mẹ chưa sống đủ 100 năm, nhưng đã cho con dư dả tiếng hát và nụ cười. Mẹ,
có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Vậy mà có những người con vì vô tình hay cố ý mà trong cuộc sống hiện tại của mình lại trở thành những đứa con bất hiếu, mù lòa không nhìn thấy được ân đức cao như núi cao dồi dội của cha, khờ dại không cảm nhận được tình thương rộng như biển rộng bao la của mẹ, mà chỉ thấy trước mắt những nấc thang danh vọng, chỉ biết chạy theo những thú vui của trần thế, mãi đắm mình trong thung lũng ái dục với những thứ tình cảm tương giao trong xã hội, và suốt đời chỉ biết mãi mê đuổi bắt những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống. Những đứa con bất hiếu ấy đã bao lần làm khổ cha khổ mẹ. Có khi chỉ biết âu yếm với chồng, nồng nàn với vợ, ngọt ngào với con cái, hay hỉ hả với bạn bè. Nhưng than ôi, lại đắng cay lạnh lùng với mẹ, lại hằn học hắt hủi cha. Nhưng cha mẹ nào có một lời than gì? Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Ngược lại, con đau ốm tức thì lo chạy, dù tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh nặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Nhưng chúng ta nào đâu biết được, bao nhiêu sự nhục vinh, khổ vui thành bại của con cũng là của mẹ. Tất cả mẹ đều cam lòng kề vai gánh vác. Ngay cả sự trầm luân hay giải thoát của con, mẹ cũng sẵn sàng tham dự. Nhưng làm sao được, mẹ chưa hề dám nghĩ đến niết bàn, một cảnh giới an lạc cho mình, mà mẹ vui lòng nhẫn chịu bao lao luân cay đắng để những đứa con bất hiếu của mẹ được thành tựu sự nghiệp. Nhưng cây khô đâu dễ mọc chồi, mẹ già đâu dễ sống đời với con. Do đó mà chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn, quá hồng đỏ từ nay quá trắng. Hỡi những người con bất hạnh không còn mẹ, hãy cùng tôi ngậm ngùi đau xót cho vết thương trần thế. Biết nói gì đây khi lặng nhìn trên ngực áo một cánh hoa màu trắng? Có phải chăng cài nụ hoa màu trắng bạc này có nghĩa là chúng ta tự cài cho mình một chiếc khăn tang khi tưởng niệm về mẹ? Mới ngày nào đây, chúng ta còn quây quần bên chân mẹ, còn nũng nịu ôm gối mẹ. Thế mà, mùa du lan năm nay, chúng ta không còn có mẹ để thương, không còn có mẹ để nhớ, mà phải mãi mãi cúi đầu gạt lệ, để run run tay nhặt lấy cánh hoa màu trắng mà nghe tan nát cả lòng. Ôi, trắng như tóc mẹ và trắng như đời mẹ. Có những thâu canh khi hồi tưởng về mẹ, chợt thấy mẹ hiện về, lòng chúng con như được sưởi ấm và an ủi trong phút giây ngắn ngủi, muốn choàng tay ôm lấy mẹ. Nhưng mẹ đã ra đi, đi xa xa thẳm. Suốt cuộc đời mẹ là sống để cho con, sống vì con, không dành một ân huệ nào cho riêng mẹ. Vì ai mà mẹ thân gầy chân yếu? Vì ai mà mẹ tóc bạc lưng còm? Và vì ai mà mẹ nằm im dưới lòng đất lạnh? Chúng ta hẳn đã rõ. Nhưng đến lúc trưởng thành, muốn báo đáp thâm ân của mẹ, thì hỡi ơi, thân xác mẹ đã vùi sâu trong đất cát vô tình. Mẹ ơi, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời đầy ngang trái, rời xa bao muộn phiền của kiếp người bạc phúc, và thật sự rời xa những đứa con dại khờ đã từng làm khổ mẹ, mà lặng lẽ trở về với phương trời thiên cổ rồi. Mẹ ơi, phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cụ lao muôn một trả chưa xong. Ngày xưa thầy Tứ Lộ cũng lâm vào cảnh này nên mới than rằng: mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Nghĩa là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng,
con muốn nuôi cha mẹ, nhưng cha mẹ có còn đâu. Vậy những ai hạnh phúc nhất trên đời khi còn sự hiện hữu của mẹ, hãy ôm lấy gối mẹ, nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ và nói những lời yêu thương, quý kính nhất trong lúc mẹ còn có thể nghe thấy được. Vì có thể ngày mai này nữa thôi, dành khăn trắng sẽ âm thầm cùng chúng ta tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ nghìn thu. Này các anh ơi, chị ơi và em ơi, đừng chần chờ và nói lời ước hẹn với mẹ, dù chỉ một lần thôi. Mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất và là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta. Hãy thử nhớ lại thuở mình còn nhỏ, lúc mặt mũi chưa được trơn láng như hiện giờ, chúng ta tiêu tiểu ngay trên mình mẹ. Mẹ vẫn thản nhiên vui cười và chưa một lần biểu hiện sự gớm nhờm. Hãy cầm lấy tay mẹ, nhìn mặt mẹ, theo dõi từng bước đi dáng ngồi của mẹ. Vì cũng có ngày, thậm chí chỉ trong khoảnh khắc, chúng ta sẽ chỉ còn thấy được mẹ trong trí nhớ mà thôi. Bởi dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Phàm ở đời, hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Hết thảy chúng ta, ai ai cũng đều có chung một nguyện vọng thiêng liêng và chân chánh. Mình và người thân luôn sống đời hạnh phúc, không ẩn mình trong bóng tối khổ đau. Vậy thời, không có lý do nào chúng ta lại gieo thêm khổ đau cho cha mẹ, bởi cha mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ vì chúng ta rồi. Hãy sống sao cho xứng đáng là đứa con đã mang nặng ân tình của hai đấng sanh thành. Hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh. Một người con đã dông ân bội nghĩa, đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc độc ác xấu xa nào mà không dám hành động. Kẻ đã dông ân bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ là kẻ ấy mất hết phẩm cách, cạn sạch nhân tính, nếu không muốn ghét họ vào hạng người vô loại. Một xã hội không may có nhiều hạng người bất nghĩa bất nhân như thế thì xã hội đó sẽ điêu tàn đổ nát và trở thành một xã hội vô luân. Để hướng dẫn mọi người ra khỏi vũng lầy khủng khiếp đó, người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn: thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh di tiên. Nghĩa là ngàn muôn kinh sách đều lấy hạnh hiếu làm đầu. Người con có hiếu thảo với cha mẹ thì mọi việc đều thành tựu tốt đẹp. Ngược lại, bất hiếu với mẹ cha thì mất tất cả. Thế nên Đức Phật có dạy: tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu, điều thiện lớn nhất không gì bằng có hiếu. Vì vậy, bổn phận làm con phải lo phụng dưỡng mẹ cha trong mọi thời, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối giếng, đừng để cho cha mẹ khổ đau do túng thiếu. Vì một đời cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, nên nhất là khi cha mẹ tuổi già sức yếu, con phải tận tình cơm cháo thuốc thang, giường êm nệm ấm càng chu đáo hơn. Chớ vì sợ vợ hay nể chồng mà mắc phải cảnh tình con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nhưng dẫu cho báo hiếu có chu toàn, không sơ sót điều gì đối với mẹ cha, thì người con cũng chưa gọi là báo đáp cân xứng với công như trời cao bể rộng của cha mẹ. Đúng như Kinh Thi đã nói: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiếu thiên vọng cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng, nuôi con cực khổ ẩm bồng, trời cao dồi dội khó mong đáp đền. Cha mẹ như một bầu trời yêu thương dịu ngọt,
mà từ lâu nay chúng ta bơi lội trong đó một cách thỏa thích vẫn không hề hay biết. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, một kho tàng vô tận. Cha là kỳ quan vĩ đại, một món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Vì thế, nghĩa mẹ tình cha được truyền tụng từ đời này sang đời khác bằng những khúc hát lời ru hết sức ngọt ngào của các bà mẹ. Từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, từ mái tranh nghèo xơ xác đến cung vàng điện ngọc, đâu đâu cũng vang lên câu ca: Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Đúng vậy, thưa quý vị, công ơn sanh thành dưỡng dục như núi cao biển rộng của mẹ cha là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Này anh ơi, chị ơi và em ơi, hãy cùng tôi một lần trong đời tưởng niệm về công đức sanh thành của mẹ cha, dù chỉ một lần muộn màng. Cha chúng ta là cột trụ của gia đình. Ngoài việc giáo dục tinh thần, dạy đạo lý làm người cho con để sau này trở thành người hữu dụng, cha còn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê gánh mướn, đổ mồ hôi nước mắt, khổ nhọc trọn đời để đổi lấy bát cơm manh áo cho con. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời và lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn khuôn sân trái bếp, nhìn con gà con chó, cây ổi cây xoài, và nhìn bầy con của mẹ. Do đó, con gần mẹ hơn cha là vậy. Cha lặng lẽ đi kiếm tiền, con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc lo toan đối phó đã làm mệt mỏi gân cốt và trí óc của cha. Về đến nhà, cha cần tìm sự an ổn nghỉ ngơi, nên nhiều khi mang cả cái bực bội, cái cáo gắt từ ngoài xã hội theo về. Lúc đó, con phải len lén bỏ ra nhà sau, im lặng, càng xa càng tốt, và gần như muốn xóa bỏ sự hiện hữu của mình. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, và ngày càng thêm xa cách. Bởi sao? Vì cạnh mẹ con thấy êm đềm quá. Ai làm ra tiền không cần biết, con chỉ biết muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏa thẻ với mẹ. Mua cây viết mới, sắm đôi dép mới, thảy thảy mẹ đều vui lòng như một bà tiên trong truyện cổ tích Tấm Cán. Tội thân cha, cạnh bà tiên hiền, cha thành thiên lôi. Bà tiên càng hiền, cha càng thành la sát. Nhưng chúng ta nào biết. Hai tay bưng bát cơm đầy, tưởng công cực khổ cha này làm nên. Anh chị có biết không, cha thương con lắm, nhưng cuộc sống phân công mỗi người một việc. Mẹ như cọng mảnh nhánh thấp cành gần để trái non xúm xích bao quanh. Cha như thân cây vững chắc bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Thân chỉa những cành lớn đâm ngang, thân dương những nhánh cao phủ trên đầu che mưa che nắng. Cha lúc nào cũng cân nhắc từng lời nói, chỉ nói những khi cần. Con lấn mẹ thì cha phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạc lòng, cha phải giữ kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Đi vào bước trưởng thành, từ 13-14 tuổi, con càng ngày càng ngại cha, tránh cha, rồi xa cha là vậy. Nhưng anh chị đừng vội quên cái thời lên 5 lên 7 mà kéo trở thành người bội bạc. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi làm nũng với cha, bắt cha cổng chạy nhông nhông ngoài đường, bắt cha phải dắt ra cổng đứng nhìn xe cộ qua lại, và bắt cha phải nằm bên cạnh quạt cho mới ngủ. Các em hãy nhìn xa thêm chút nữa, sẽ thấy được sự sâu lắng của tình cha. Cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, rồi cha đỡ đần mẹ sau khi sanh nở.
cha giúp tay mẹ pha bình sữa, giặt giũ tã lót cho con lúc cha mẹ cùng nghèo. Đến khi cúng đầy tháng, cha châm hương đốt đèn, thành kính cầu xin mụ bà và tham lam cầu khắp cả thần phù hộ cho con mau ăn, chóng lớn và trang trọng đặt cho con cái tên để lại cho đời. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần trọng đại nhất trong đời mà cha trọn lòng nghĩ đến những vị thần linh. Vì con mà tin, mà khấn, mà cầu, cho dù mang tiếng mê tín, cha cũng sẵn sàng vui nhận. Từ ngày có con, cha trở thành nhảm nhí đáng thương. Con mới mở miệng ngáp, đôi mắt mới khép hờ, mà cha đã vội vàng ru, ru kiểu nửa ngâm nửa hát, vụng về hết sức mà vẫn cứ ru. Nghe qua mấy câu ru nhảm nhí thì biết ngay trạng thái tâm hồn của cha lúc đó đang tràn trề niềm vui, no nê hạnh phúc. Ngày xưa, dưới thời Nho giáo, cha được gọi là Nghiêm Đường. 20 tuổi đậu tú tài, đậu cử nhân, đậu tiến sĩ thì phải mang bộ mặt lạnh lùng của một vị quan. Chỉ có người cha quê mùa mới thông dong cõng con 4-5 tuổi đi nghêu ngao khắp xóm để bứt lá chuối quấn kèn. Lớn lên, cha con cùng làm lụng cạnh nhau trên sân lúa giữa rẫy khoai. Xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn. Trong cuộc sống cha một nghề, con một nghề, ai lo phận nấy. Rốt cuộc tình cảm cha con ngày trở nên lợt lạc. Tình quấn quýt cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Quá bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn là bắt đầu xa cha. Từ đó, cha chỉ đóng vai trò cung cấp tiền bạc cho con ăn học, nguồn kinh nghiệm khôn dạy để đưa lời chỉ bảo khuyên răn, tất cả đều chỉ là lý trí lạnh lùng. Chớ mẹ thì không. Nghĩ đến mẹ là một chuỗi hình ảnh êm ái hiện ra, khỏi cần lý luận, khỏi nhìn đâu xa. Cứ nghĩ đến mẹ là như thế rõ, khi còn nhỏ mình nằm như thế nào trong vòng tay của mẹ. Với cha thì phải suy nghĩ mới thấy, bởi mọi sự thương yêu chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Bây giờ, nếu may mắn mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang thương yêu săn sóc con nhỏ của họ. Quý vị hãy lắng lòng mà suy nghĩ kỹ sẽ thấy. Công cha bao năm, tình thâm lai láng và cao dồi dội như núi. Hình ảnh ngọn núi uy nghi nhưng xa cách, gợi cho ta một sự tôn sùng. Do vậy, người xưa có khuyên rằng: đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Trong chúng ta, ai cũng thuộc và đọc lầu lào câu ca dao "Công cha như núi Thái Sơn", nhưng vẫn thản nhiên như đọc khẩu hiệu, chớ có ai cảm nhận được thâm tình phụ tử đâu. Thưa các anh chị, tuổi già chiếc bóng, mẹ dễ sống theo con, theo dâu, theo rể. Nhưng cha thì không, cha ít cam khuất phục rể dâu, chịu sống hắt hiu thiếu thốn, cố tránh cái giả bộ nặng tai của dâu, cái im lặng cố ý của rể. Tuổi càng cao, khổ càng chồng chất, dâu rể không ăn hiếp thì có con muỗi, con kiến ăn hiếp, cứ cắn cứ chích. Cha nghe đâu đập đó, chưa mắt mờ đâu còn thấy rõ. Nhìn lên bầu trời đâu còn thấy chòm sao bắt đầu, mà mới ngày nào lững thững dắt con đi trong sân, cha chỉ cho con nhìn. Con nay đang tuổi trung niên, bận theo quyền lực, vui với vợ con, giao thiệp với bạn bè. Việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra hững hờ lơi là. Nếu có ai nhắc nhở thì lý lẽ: được vậy còn đồ gì nữa? Trời ơi, thì giờ đâu? Phải, thì giờ đâu? Người xưa hay nhắc phận con kiếp lo báo hiếu, bởi đến lúc con muốn nuôi cha mẹ thì than ôi, cha mẹ có còn đâu. Lúc cha vào giai đoạn già yếu,
bề ngoài ngó dẫu phương cương, nhưng nội tạng thường đang rệu rã. Dễ hiểu thôi, một đồ vật dùng đã 50-60 năm rồi thì dù có lạc quan đến đâu cũng chỉ có thể tạm nói cũng còn khá. Cha thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau nơi này, chợt nghe cái nhói nơi kia, đôi khi bỗng mệt vô cớ. Nhưng cha thường im lặng. Những câu nói êm ái dành cho con khi còn nhỏ bây giờ không cần thiết nữa, vì có thể quấy rầy con cháu mà đành âm thầm nghĩ đến câu vạn vật vô thường. Do đó, cha sống bên cạnh con cháu, nhưng có khác nào cây khô đứng trơ trọi giữa đồng. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha đã qua đời. Vì còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con lấm bùn. Cha biết trước tâm trạng đó, phòng xa ngày nào mình từ trần, con mới chợt ân hận muộn màng. Nên trong mỗi bức thư gửi cho con, cha đều kết thúc với sự bằng lòng rằng: con đã thành đạt thì cha mãn nguyện, cha vui rồi. Ôi, lòng vị tha, lòng hy sinh của cha kéo dài mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ơn cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang. Đúng vậy, thưa tất cả quý anh chị, đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như núi cao bể rộng, đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, và nhất là trọn đời không được tự cho phép mình quên lãng. Khi còn là một thai nhi, với thời gian 9 tháng 10 ngày sống trong cảnh tối tăm nơi bụng mẹ, mỗi ngày phải lấy giọt máu nơi giao điểm ngũ tạng của mẹ làm chất dinh dưỡng để chờ ngày mở mắt chào đời. Còn thân thể của mẹ thì nặng nề cực nhọc biết giường nào, mỗi khi đi đứng ngồi nằm, nhất cử nhất động mẹ đều khổ nhọc và luôn chú ý đến đứa con đang nằm trong bụng. Nếu có nhân duyên gieo trồng công đức bố thí ở tiền kiếp thì mẹ được sanh vào nhà khá giả, nên trong lúc mang thai được an dưỡng chu toàn. Ngược lại, do thiếu phước duyên nên mẹ chúng ta lâm vào cảnh nghèo nàn túng thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên phải làm lụng vất vả nhọc nhằn. Vậy mà không may gặp cha mẹ chồng thiếu lương tâm, thì từ khi mẹ bước chân về nhà chồng là phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi hổ của kiếp làm dâu. Có thể chén cơm mẹ đang bưng cũng là chén nước mắt, vì thương con mà mẹ phải cam đành nuốt lệ để nuôi con. Tuy nhiên, dù khá giả hay nghèo nàn, hễ có mang con trong bụng thì các bà mẹ đều có sự thống khổ như nhau. Suốt 9 tháng trường cưu mang nặng nhọc, biếng ăn, mất ngủ. Vậy mà đến ngày rằm hay 30, có những bà mẹ thường đến chùa đốt hương khấn nguyện Phật trời phù hộ cho mình sanh nở được mẹ tròn con vuông. Thế rồi ngày qua tháng lại, giờ sinh đã đến. Một cơn đau dạ kinh hoàng, mẹ đau đớn vô ngần như muôn ngàn lưỡi dao cắt xén vào thân, và nỗi lòng sợ hãi bắt đầu hiện đến với mẹ. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn thì đỡ cho mẹ biết bao. Đằng này, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Trong giờ phút thập tử nhất sinh này, sinh mạng của mẹ như ngọn đèn leo lét trước gió. Có thể nói, mỗi lần sanh con là mỗi lần tử thần rình chờ bên cửa. Nếu chẳng may thì mẹ chỉ kịp được nghe tiếng con thơ khóc chào đời trong tinh thần bấn loạn, để rồi mẹ vào giấc ngủ ngàn thu, nằm yên bất động với nấm mồ quang lạnh, mà vĩnh viễn không còn trông thấy mặt con
dù chỉ một lần thôi. Khi mẹ đã vĩnh biệt chương trần, cũng có nghĩa là mang cả mạch sống về phương trời thiên cổ, bỏ con đói khát bên cạnh người cha đau khổ trong cảnh gà trống nuôi con. Đêm đêm, với nỗi lòng trống vắng bên con thơ, lòng cha rối như tơ vò. Tai nghe trống điểm trên lầu, nửa thương phần vợ, nửa sầu phần con. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con chết rồi. Đó là những đêm vắng có cha bên cạnh. Đến sáng ra, cha lại lo làm lụng vất vả để con thơ nhỏ dại ở nhà cho anh chị nó trông. Nhưng những khi nó đói cơm hay khát sữa, biết làm sao hơn được, vì cũng lớn hơn nó chỉ có vài tuổi thôi, dỗ dành mãi không được. Đành chạy vào sớm mà xin tình thương của bà con. Em tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép ngàn ngày mang ơn. Sau khi sanh nở được vẹn toàn rồi, mẹ chúng ta vui mừng khôn xiết. Khi đang ăn cũng như lúc ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở ngay bên cạnh, và đem hết chất liệu bổ dưỡng nhất của mình để nuôi con thơ trong thời gian bú mớm. Con lỡ dại tiểu tiện trên mình, mẹ vẫn mỉm cười không chút hờn giận. Chính đôi tay gầy của mẹ giặt giũ khăn tả và tắm rửa cho con từng ngày, mà nào có một lần quản công khó nhọc. Cảnh nghèo nàn, mẹ phải chịu đói khát để nhịn cơm cho con. Mẹ cam lòng nằm bên ướt để nhường phần bên ráo cho con mỗi khi gió mưa trở trời. Mỗi mỗi điều gì con mà mẹ quên cả tấm thân khô gầy như san hô còn lại của mẹ. Ôi, nặng thay chính chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Vì con mẹ đã quên mình, dưỡng nuôi con trẻ bình sinh không nại. Rồi ngày tháng còn nằm nôi, mẹ âu yếm đứa con thơ, triều mới nâng niu cái hình người bé bỏng nhưng sinh động do chính mẹ tạo thành. Dù có tật nguyền hay xấu xí, nhưng đối với mẹ, con vẫn đẹp tuyệt vời bên những lời ru. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ, năm canh chày tức đủ vừa năm. Vì sao mẹ ru con ngủ êm ái, còn mẹ thì thức suốt cả năm canh? Vâng, mẹ thức đủ cả năm canh là vì nhìn con bé bỏng mà lòng mẹ xao xuyến lo âu. Mẹ vừa trải qua một cơn biến động về thể xác, những cơn đau dữ dội làm mẹ quằn quại khi con ra đời. Bây giờ mọi sự đã lắng dịu và mẹ đã tròn, con đã vuông. Nhưng nhìn con thơ xinh xắn nằm ngủ êm ái, vô tư, mẹ vừa mừng lại vừa lo. Sợ con phải ướt mà khóc ré lên, vì tiếng con khóc như xé lòng mẹ, cho nên mẹ phải thức canh chừng để chờ bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn. Này các chị, mỗi khi con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Mẹ lo nghĩ, mẹ sợ hãi là vì nhìn con thơ mà mẹ nghĩ đến thân phận con người của con sẽ trải qua trong những năm tháng của tương lai đang tới dần. Mẹ lo nghĩ về sức khỏe, về cuộc sống của con. Sự sống thực tiễn trước mắt lẫn lộn với những lo âu suy tính ấy đã làm cho mẹ thức từ canh này sang canh khác, và cuối cùng là mẹ đã thức suốt đêm. Nhưng đâu phải có vài hôm như thế, mà trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nệ với con. Không một ai có thể tính được khó nhọc trong việc nuôi con từ lúc lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Bồng con yêu quý suốt tháng trọn năm, mà có lúc nào chúng ta nghe mẹ than vãn cực nhọc?
Rồi ngày qua tháng lại, con thơ tuổi được lên ba lên năm thì đời mẹ lại càng vất vả hơn. Này các anh chị, các em có biết không, mẹ chúng ta đâu được nhàn hạ như các bà mẹ giàu sang khác, mà mẹ phải thức khuya dậy sớm, buôn tạo bán tần, kiếm từng đồng lời nhỏ nhặt để đổi lấy chén cơm cho con no bụng. Mẹ chúng ta đâu rảnh rỗi mà tô son dồi phấn như những bà mẹ quý phái nơi đô hội phồn hoa, mà mẹ phải dãi nắng dầm mưa, mua gánh bán bưng để đổi lấy những chiếc áo tốt cho con ấm lòng. Còn mẹ thì không cần. Chiếc áo bà ba bao năm bám chặt trên người mẹ, âm thầm sẽ chia những giông tố của cuộc đời đam lũ, nay đã sờn vai rách túi mà mẹ chưa một lần nghĩ đến sắm sửa, chỉ vì sợ con thua chúng kém bạn mà tủi thân tội nghiệp. Ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Con còn có mẹ dẫn qua những chiếc cầu dáng gập ghềnh, còn mẹ thì có bao nhiêu khó khăn suốt quãng đời làm mẹ, mẹ cũng phải cố gắng vượt qua, đem thân gầy yếu ra chống chọi với bao thế lực đen tối mà cuộc đời ngang trái đã tạo ra. Vì sự sống, vì tình yêu và hạnh phúc của con, mẹ không ngần ngại khi đối diện với mọi cạm bẫy của cuộc đời đầy tham chấp dối lừa. Chuyện kể rằng, có một bà mẹ nghèo làm lụng vất vả ngoài đồng suốt tháng trọn năm vẫn không đủ ăn. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra trên cánh đồng khô cằn cũng chỉ tạm đủ cho hai mẹ con côi cút sống đắp đổi qua ngày trong một mái liều tranh trống trước hụt sau. Tài sản của hai mẹ con có gì? Chỉ một cái bàn dẹo chân để thờ người chồng bạc mệnh đã quá cố và một chiếc giường tre gãy vạc. Ngoài ra không có gì đáng giá mà mẹ con phải cam chịu giữa đất khách quê người. Một ngày kia, người mẹ đang cầm cuội làm cỏ ngoài đồng, cố gắng làm cho xong để ngày mai lãnh làm thuê chỗ khác. Mãi miết làm mà trời tối lúc nào cũng không hay. Chợt nhớ ra đứa con nhỏ ở nhà chưa có cơm ăn, người mẹ giục đứng dậy bươn bả đi về. Chẳng may, người mẹ bị rắn độc cắn. Sống trong cảnh tứ cố vô thân, không chòm xóm láng giềng, lại không có lấy một xu dính túi, thì biết chạy chữa thuốc thang như thế nào? Trời đã sẩm tối, biết mình không thể sống nổi. Người mẹ vội vã chạy về, vừa chạy vừa gọi con, tiếng gọi con ơi của người mẹ vang động cả cánh đồng. Về đến nhà, người mẹ hối hả đổ lúa vào cối xay, hấp tấp xay cho thật mau mà miệng vẫn không ngớt gọi con. Và tâm tư của người mẹ lúc này chỉ thuần túy một nguyện vọng duy nhất là mong xay được thật nhiều gạo để lại cho con ăn sau khi mình chết. Không ngờ điều huyền diệu đã xảy ra. Do dốc hết sức để xay gạo nên các bắp thịt mỏi đến rã rời, nhờ vậy mà chất độc thoát ra theo mồ hôi và hơi thở dồn dập của người mẹ. Và cuối cùng, người mẹ thoát khỏi bàn tay hung bạo của tử thần. Quý anh chị có thấy không, trên cõi đời này không ai yêu thương ta bằng mẹ. Dù trong những giờ phút cuối cùng, mẹ vẫn hướng về con, thương con cho đến khi con tim ngừng đập. Thật là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Chỉ không lưu ý đó thôi, chớ hình ảnh mẹ con diễn ra quanh ta đầy vậy, thiên hình vạn trạng kể sao cho xiết. Mẹ ấm con đi chợ, mẹ dắt con tới trường. Trên sân, gà mẹ dẫn đàn gà con bới rác, thấy được mồi liền lập tức gọi con. Trên đồng cỏ, trâu mẹ đứng yên cho trâu con sụt mỡm vào bầu vú, mắt nhìn hiền từ, thỉnh thoảng âu yếm liếm vai liếm lưng cho con. Còn con cò lượm thượm vụng về, cái cổ dài ngoẳng, cặp chân cao liêu khiêu, vậy mà từ lưng trời khéo xếp đôi cánh đáp xuống nhẹ nhàng cạnh bầy con,
dùng cái mỏ nhọn quắc để xuống mồi, để lông cho con. Ôi tình mẹ con, quả là thứ tình cảm thiêng liêng khó tả. Bất luận là người mẹ nào, khi đã bắt đầu làm bổn phận, và nhất là khi đứa con đã lọt lòng, con có xấu xí đến mấy, mẹ cũng thương, mẹ càng thương hơn như nhằm bù lại những thiệt thòi cho con. Như ngầm nhận sự xấu xí là do lỗi mẹ, vì con chính là bản thân của mẹ. Tình thương không cho phép mẹ phải hững hờ sao lãng, và cũng nhờ chính thứ tình thương ấy mà xóa tan mọi trở ngại khổ đau suốt cả cuộc đời bất hạnh của mẹ. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại càng lớn hơn. Từ xưa đến nay, không một ai có thể tính được công mẹ, và cũng không một ai đo lường được lòng mẹ thương con. Nên chỉ có thể nói, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn thì chảy mãi bất tận, dẫu biết rằng một ngày nào đó sẽ đổ vào đại dương mênh mông, nhưng vẫn cứ chảy xuôi, vì đó là bản chất của nước. Có những đứa con quá nghịch nên mẹ mới đánh. Phải, mẹ đánh con đó, nhưng mẹ lại thương con nhiều hơn. Biết bao bà mẹ đánh con xong lại phải trào nước mắt vì quá thương con. Mẹ nào không quẳng trôi và ôm con vào lòng dỗ dành khi nghe con trẻ mếu máo nói: "Má ơi, đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ." Ai đã từng làm mẹ thì sẽ biết được tâm tư của các bà mẹ khi nghe con khờ thốt ra câu này, hoặc là: "Má ơi, đừng đánh con hoài, để con kho cá bằm xoài má ăn." Nghe bao nhiêu đó cũng đủ no lòng mẹ rồi. Và chắc chắn một điều là mẹ không cần ăn đâu. Cho dù đó là món cá kho dân dã trộn với xoài bằm đơn sơ thấm đượm nghĩa tình. Vì quá cơ cực trong kiếp sống bần hàn, nên lắm khi mẹ bực bội, mẹ ưu phiền mà phải răn dạy con. Chớ mẹ nào có muốn con đi bắt ốc, đi hái rau, đi kho cá, đi bầm xoài cho mẹ nhờ đâu. Mẹ thương, mẹ khóc. Thương là thương con thơ hiếu thảo, với đầu óc non nớt và sự hiểu biết nông cạn. Con trẻ tưởng làm vậy là mẹ vui mà không đánh đòn nữa. Nhưng con khờ dại đâu biết được lòng mẹ ngổn ngang như trăm mối tơ dò trước cảnh thiếu trước hụt sau. Chính vì thế mà mẹ tủi phận, mẹ buồn, mẹ khóc cho cảnh đời ngang trái. Mẹ là nước trong nguồn chảy ra mà. Mẹ trong suốt, mẹ dịu dàng, ngọt ngào. Mẹ thương con với tình thương của chất nước đối với vạn loại. Tuy cũng có khi nước đang chảy thao thao, nhưng nếu gặp trở ngại thì nước cũng gầm lên tung bọt và xoáy dữ tợn. Nhưng đó không phải là thể tính của nước. Thể tính của nước là nhuần mát, mềm dịu, trong sáng và là nguồn sống của muôn loài. Bởi vậy, tự bản chất đánh con của mẹ không bao giờ giận dữ thắng lướt tình thương. Thuở xưa có một hiền giả tên Hàn Bá Du. Một hôm ông phạm lỗi nên bị mẹ đánh. Ông khóc tức tưởi nhiều hơn mọi lần. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: "Lần này mẹ đánh con ít, sao con lại khóc nhiều?" Ông quỳ thưa: "Những lần trước mẹ đánh con nhiều, ngọn roi mạnh, con khóc vì đau. Lần này mẹ đánh ít, ngọn roi nhẹ, con thấy ít đau. Nhưng con biết sức mẹ đã yếu, mẹ đã già, nghĩ vậy mà con khóc." Giữa trần thế này đã có được bao nhiêu người con như Hàn Bá Du? Chắc hẳn là ít lắm. Mẹ chúng ta tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ chúng ta đau buồn nặng trĩu đôi vai. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ dại, lòng mong con mình có một ngày mai. Mẹ chúng ta nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, cầu mong con mình sớm thành người dân. Dù con có trưởng thành, mẹ vẫn không nỡ sống xa
nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo mà. Hoàn cảnh có cơ hàng đến mấy, con đông bao nhiêu, mẹ cũng không bao giờ chịu rời xa. Đạm bạc cháo rau, mẹ vẫn không đành chia cắt. Những hôm con có duyên sự đi xa, hoặc phải ở lại ban đêm, thì mẹ cha trông đứng trông ngồi, không thể nào an tâm được. Vậy mà, thời chiến tranh loạn lạc, mẹ phải cắt ruột mà tiễn con trai lên đường tòng chinh nhập ngũ, bỏ lại sau lưng một mái tranh nghèo có người mẹ già đứng đợi con về, mà dấn thân vào đường tên mũi đạn, tắm mình trong khói lửa điêu linh. Có khi phải ngã gục trên bãi chiến trường, để lại mẹ già đang khắc khoải ngóng chờ con. Mỗi lần nghe súng nổ, thì mẹ niệm Phật không ngớt, để cầu nguyện cho con mẹ được yên lành mà chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Chứ mẹ nào có hay, con mẹ đã yên giấc ngàn thu với lòng đất lạnh. Còn con gái đến tuổi trưởng thành sắp có đôi có bạn, mẹ cha phải lo định hôn nhân cho kịp lúc xuân thời và ước nguyện cho con yên bề gia thất. Nhưng nỗi cảm động nhất là khi bước chân ra đi theo chồng. Trong giây phút chạnh lòng, đột nhiên người con gái thấy mình không thể trọn chữ hiếu với cha mẹ như lòng mình muốn được, nên mãi bệnh rịnh bên mẹ, đôi dòng lệ cứ tuôn trào theo khóe mắt. Mẹ cũng ứa nước mắt, nhưng cố gượng gạo khuyên con: gái lớn ai không phải lấy chồng, can gì mà khóc, nín đi không? Nín đi mặc áo ra chào họ, rõ quý con tôi các chị trong. Nhưng ai nào biết, trong lòng mẹ đau như dao cắt từng đoạn ruột khi phải xa con, để rồi khóc nhớ thương con trong đêm vắng. Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc, đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi. Con là tất cả. Khi có con, mẹ bình tâm dạch vú cho bú, áo sống xốc xếch, quần săn quá đùi mẹ cũng không còn thấy ngượng. Có con là như đủ rồi. Niềm vui lớn nhất của đời mẹ là sinh được con. Nếu gặp được trường hợp đớn đau phải hy sinh đời mình để cho con sống, thì hầu như mọi người mẹ đều nuốt nước mắt đón nhận cái chết về mình mà không hề lưỡng lự. Mẹ đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân cho con của mẹ được an vui đến trưởng thành, và cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, mẹ mới không còn lo cho con nữa. Thật đúng, mẹ già đà trăm tuổi còn thương con 80, ái ân có đoạn chăng, chỉ hơi thở cuối cùng. Thì lẽ ra những ngày còn lại trong tuổi già xế bóng, mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Nhưng không, chúng ta lớn lên từ xứ sở khô cằn, năm tháng ra đi không ngoái đầu nhìn lại, quên dáng mẹ gầy héo hắt giữa hoàng hôn. Con háo hức vào đời giữa hoa thơm cỏ lạ, quên gốc vườn xưa mẹ mòn tay quét lá, tiếng giọng kẻo cà kẻo kẹt, mẹ ngồi khàn giọng à ơi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng đi xa lời ru của mẹ. Mẹ còn đó mà như là dĩ vãng, mẹ sống ở đời như truyện cũ dân gian. Con mãi miết theo bao điều mới lạ, quên tóc mẹ già bạc trắng vì con. Những trái bắp củ khoai ngày xưa đi học, cầu dáng gập ghềnh mẹ dắt con đi. Những đứa con ngày một lớn lên, càng ngỡ mình sống không cần mẹ. Mẹ còn đó mà như là thừa thải, mẹ âm thầm như chiếc bóng sau lưng. Những đứa con ngày một lớn lên, càng xa, xa mẹ. Hỡi những người con từng làm bao việc ở đời, đã làm nổi chưa, đứa con của mẹ. Nhưng mẹ nào trách hờn, dù đôi vai gầy của mẹ chồng chất biết bao gánh nặng muộn phiền khổ lụy, và trái tim của mẹ cũng đã bao lần héo hắt vì đàn con. Vậy mà giờ đây,
bên mẹ còn có ai? Còn chăng? Lều tranh khói bếp la đà, rung rung gậy trúc mẹ già tựa hiên. Mẹ tự hiên dõi mắt nhìn về một phương trời xa mờ du định, nơi đó có những đứa con của mẹ đã quên cha, quên mẹ tình thâm, quên xứ, quên sợ lâu năm không về. Mẹ kính yêu, bởi con của mẹ chẳng kính mến quên ơn trái đất, không xót thương dưỡng dục cù lao. Mẹ ơi, chúng con, những đứa con quan dại từ nay đã hiểu, nếu con đi khắp quả đất tròn, người mong con vẫn không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng, trước cả khi con bật lên tiếng mẹ. Trong Nhị Thập Tý Hiếu có ghi lại hình ảnh Dương Thôi ôm mộ mẹ. Bình sinh mẹ Dương Thôi rất sợ tiếng sấm sét. Đang làm ngoài đồng, hễ trời nổi cơn giông là Dương Thôi lật đật chạy về nhà ôm mẹ cho mẹ bớt sợ. Khi mẹ chết rồi, mỗi lần mưa giông sấm sét là Dương Thôi vội vàng chạy ra ôm mộ mẹ mà nói rằng: "Mẹ ơi, có con đây, mẹ đừng sợ." Hành động của Dương Thôi hết sức chân chất mộc mạc, nhưng lại toát lên nét thánh thiện của tâm hồn và tỏa ngát hương thơm của lòng hiếu thảo. Giờ đây, ngồi buồn nhớ mẹ nắm bàn tay, thấm thoát năm xưa khoảnh khắc này. Đường chỉ tay con da thịt mẹ, dù cho đi nữa mẹ còn đây. Trong tất cả chúng ta, ai đã diễm phúc còn cha còn mẹ, thì các anh, các chị, các em hãy vui sướng lên đi, để đón nhận một bông hồng đỏ cài lên áo, vì mẹ là niềm vui lớn nhất và duy nhất của đời con. Cánh hoa màu đỏ thắm là sức sống màu nhiệm đã soi sáng và nuôi dưỡng đời con. Này anh ơi, chị ơi, em ơi, hãy ôm mẹ vào lòng mà tận hưởng những hương vị ngọt ngào đã và đang còn động lại trong kiếp người của chúng ta, để rồi sau này cuộc sống vô thường có cướp đi người mẹ hiền yêu dấu thì chúng ta không hối tiếc vì chưa được hưởng trọn tình thương của mẹ. Mẹ chưa sống đủ 100 năm, nhưng đã cho con dư dả tiếng hát và nụ cười. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Vậy mà có những người con vì vô tình hay cố ý mà trong cuộc sống hiện tại của mình lại trở thành những đứa con bất hiếu, mù lòa không nhìn thấy được ân đức cao như núi cao dòi dội của cha, khờ dại không cảm nhận được tình thương rộng như biển rộng bao la của mẹ, mà chỉ thấy trước mắt những nấc thang danh vọng, chỉ biết chạy theo những thú vui của trần thế, mãi đắm mình trong thung lũng ái dục với những thứ tình cảm tương giao trong xã hội, và suốt đời chỉ biết mãi mê đuổi bắt những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống. Những đứa con bất hiếu ấy đã bao lần làm khổ cha khổ mẹ, có khi chỉ biết âu yếm với chồng, nồng nàn với vợ, ngọt ngào với con cái hay hỉ hả với bạn bè. Nhưng than ôi, lại đắng cay lạnh lùng với mẹ, lại hằn học hắt hủi cha. Nhưng cha mẹ nào có một lời than gì? Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Ngược lại, con đau ốm tức thì lo chạy, dù tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh nặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Nhưng chúng ta nào đâu biết được, bao nhiêu sự nhục vinh, khổ vui thành bại của con cũng là của mẹ. Tất cả mẹ đều cam lòng kề vai gánh vác. Ngay cả sự trầm luân hay giải thoát của con, mẹ cũng sẵn sàng tham dự. Nhưng làm sao được, mẹ chưa hề dám nghĩ đến niết bàn, một cảnh giới an lạc cho mình, mà mẹ chui lòng nhẫn chịu bao lao luân cay đắng để những đứa con bất hiếu của mẹ được thành tựu sự nghiệp. Nhưng
cây khô đâu dễ mọc chồi, mẹ già đâu dễ sống đời với con. Do đó mà chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng. Hỡi những người con bất hạnh không còn mẹ, hãy cùng tôi ngậm ngùi đau xót cho vết thương trần thế. Biết nói gì đây khi lận nhìn trên ngực áo một cánh hoa màu trắng? Có phải chăng cài nụ hoa màu trắng bạc này có nghĩa là chúng ta tự cài cho mình một chiếc khăn tang khi tưởng niệm về mẹ? Mới ngày nào đây chúng ta còn quây quần bên chân mẹ, còn nũng nịu ôm gối mẹ. Thế mà mùa du lan năm nay, chúng ta không còn có mẹ để thương, không còn có mẹ để nhớ, mà phải mãi mãi cúi đầu gạt lệ, để run run tay nhặt lấy cánh hoa màu trắng mà nghe tan nát cả lòng. Ôi, trắng như tóc mẹ và trắng như đời mẹ. Có những thâu căn khi hồi tưởng về mẹ, chợt thấy mẹ hiện về, lòng chúng con như được sưởi ấm và an ủi trong phút giây ngắn ngủi, muốn choàng tay ôm lấy mẹ. Nhưng mẹ đã ra đi, đi xa, xa thẳm. Suốt cuộc đời mẹ là sống để cho con, sống vì con, không dành một ân huệ nào cho riêng mẹ. Vì ai mà mẹ thân gầy chân yếu? Vì ai mà mẹ tóc bạc lưng còm? Và vì ai mà mẹ nằm im dưới lòng đất lạnh? Chúng ta hẳn đã rõ. Nhưng đến lúc trưởng thành, muốn báo đáp thâm ân của mẹ, thì hỡi ơi, thân xác mẹ đã vùi sâu trong đất cát vô tình. Mẹ ơi, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời đầy ngang trái, rời xa bao muộn phiền của kiếp người bạc phúc, và thật sự rời xa những đứa con dại khờ đã từng làm khổ mẹ, mà lặng lẽ trở về với phương trời thiên cổ rồi. Mẹ ơi, phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cụ lao muôn một trả chưa xong. Ngày xưa thầy Tứ Lộ cũng lâm vào cảnh này nên mới than rằng: mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Nghĩa là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng cha mẹ có còn đâu. Vậy những ai hạnh phúc nhất trên đời khi còn sự hiện hữu của mẹ, hãy ôm lấy gối mẹ, nhìn thật sâu vào đôi mắt mẹ và nói những lời yêu thương quý kính nhất trong lúc mẹ còn có thể nghe thấy được. Vì có thể ngày mai này nữa thôi, dành khăn trắng sẽ âm thầm cùng chúng ta tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ nghìn thu. Này các anh ơi, chị ơi và em ơi, đừng chần chờ và nói lời ước hẹn với mẹ, dù chỉ một lần thôi. Mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất và là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta. Hãy thử nhớ lại thuở mình còn nhỏ, lúc mặt mũi chưa được trơn láng như hiện giờ, chúng ta tiêu tiểu ngay trên mình mẹ. Mẹ vẫn thản nhiên vui cười và chưa một lần biểu hiện sự gớm nhờm. Hãy cầm lấy tay mẹ, nhìn mặt mẹ, theo dõi từng bước đi dáng ngồi của mẹ, vì cũng có ngày, thậm chí chỉ trong khoảnh khắc, chúng ta sẽ chỉ còn thấy được mẹ trong trí nhớ mà thôi. Bởi dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Phàm ở đời, hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Hết thảy chúng ta ai ai cũng đều có chung một nguyện vọng thiêng liêng và chân chánh: mình và người thân luôn sống đời hạnh phúc, không ẩn mình trong bóng tối khổ đau. Vậy thời, không có lý do nào chúng ta lại gieo thêm khổ đau cho cha mẹ, bởi cha mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ vì chúng ta rồi.
hãy sống sao cho xứng đáng là đứa con đã mang nặng ân tình của hai đấng sanh thành. Hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy: tâm hiếu là tâm phận, hạnh hiếu là hạnh phận.